xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, người lính bỏ mạng ở chiến trường có nhiều nguyên do. Người hy sinh trước súng đạn kẻ thù, người qua đời vì đau ốm bệnh tật. Nhưng cũng có những lý do đau xót hơn là bị tử hình do vi phạm kỷ luật quân đội. Trong tập hồi ký Mùa Trinh Chiến ấy nhà văn Đoàn Tuấn cũng nhắc đến một trường hợp như vậy với nhiều xót xa. Một chuyến báo tử bất thành khi gia đình người lính ấy kiên quyết không đón tiếp bất cứ ai, đồng đội cũ của con trai hay người của chính quyền địa phương đến chia buồn. Trong tình cảnh khó xử ấy, dù là ở bên nào cũng không khỏi cảm thấy chua xót và đau đớn. Cũng chính trong câu chuyện này, nhà văn Đoàn Tuấn nhắc đến một thử thách khác đối với người lính Việt đó là những người phụ nữ Khmer khao khát có con với bộ đội Việt Nam. Người ta biết làm gì trong tình cảnh ấy khi một bên là những người lính xa nhà, xa vợ con hoặc chưa có gia đình, còn một bên là những người phụ nữ vì chiến tranh mà rơi vào tình cảnh éo le này. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn nghe tiếp hồi ký mùa trinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng bọn quân bốt xua lính ra trận không cho rút lui thằng nào lùi lại xử bắn liền tiến quân bao nhiêu ngày đơn vị tôi bắt sống tù binh nhưng không hề gặp một thương binh nào của bọn Khmer đỏ. Ông Lực bảo, hỏi tù binh chúng nó khai, khi bị thương có được vào viện, nhưng sau đó thương binh bị bốc đi ném xuống biển hoặc thủ tiêu ở đâu đó. Có nhiều phum chúng tôi gặp mấy thằng đàn ông người Hoa bẻ mép, chúng biết cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Cái đặc biệt là chúng làm chồng của tất cả phụ nữ Khmer trong phum miệng chúng nói ra điều này thao thao bất tuyệt lại còn ra vẻ tâm lý gợi ý cho chúng tôi mấy em sinh trong phum nữa cái bọn này cái mặt nó nhơn nhơn trông rất là ghét có những ngày chúng tôi đi truy quét ngủ lại trong phum đêm xuống nhiều người đàn bà khơ me tìm đến võng của các anh lính trẻ việt nam thầm thì cho em xin đứa con trăng trắng như anh. Khỏi phải nói, bộ đội Việt Nam chúng tôi so với người Khmer tất nhiên là trắng hơn. Anh nào cũng đẹp trai, lại bập bẹ nói tiếng Khmer với ngữ điệu rất thương. Từ nào không biết thì dùng tay làm hiểu. Vậy mà hai bên hiểu nhau rất nhanh, cùng cười giòn tan. Nhưng lính tráng có ai đủ dũng cảm cho đứa con trăng trắng đâu anh nào cũng sợ. Họ dùng hai ngón tay làm súng, chĩa vào ngực mình. Păng, 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 păng. Anh sợ mười viên đạn lắm. Không, bí mật mà. Em không nói với ai đâu. Em yêu anh mà. Anh, anh yêu em đi. Bóng đêm che giấu cho họ. Nhưng trong hàng ngàn người lính, số dám vượt qua giới hạn ít lắm. Dạo chúng tôi ở Tramsre, có em Thíp yêu bộ đội Việt Nam vô cùng. Em khoảng 30 tuổi, chưa chồng, cái gì cũng dành cho bộ đội Việt Nam. Từ trái ớt đến nắm thuốc dê, từ cái cru múc nước đến những trái cây trong vườn. Em chỉ khao khát có đứa con với một anh bộ đội mà anh nào cũng được. Nhưng dân Tramsre hàng trăm con mắt nhìn vào suốt ngày đêm nhiều anh muốn mà chẳng anh nào dám. Chỉ đến khi c 8 lên An Long Vang, G7 đến. Trong lúc nhập nhọn đi vào ở của lính tráng hai tiểu đoàn, em Thíp đã thực hiện được ước mơ của mình. Đàn bà mà, đã muốn là được. Những lần từ An Long Vang về trung đoàn qua Tramstrae, thấy em Thíp có bầu, mặt tươi như hoa, miệng lúc nào cũng cười. Lính tráng cũng vui lây. Đơn vị tôi có mấy anh đi viện, anh dích, anh tăng, anh mên. Hết ốm đau ra viện nhưng không về lại đơn vị mà về Kulen vào nhà dân Khmer. Mấy anh ở cùng dân làm bún làm ruộng cùng họ, trở thành người dân địa phương. Đơn vị cử người đến gọi về nhưng nhất quyết không về, lại còn lý sự. Chúng tôi đã giúp dân đánh đuổi Pol Pot giờ thì giúp dân xây dựng cuộc sống mới. Họ lấy vợ sinh con, bình thường như những người dân đàn ông Khmer khác. Chẳng ai kỷ luật được. Những căng thẳng ban đầu qua đi, rồi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Đàn ông đàn bà gặp nhau, lửa tình nhen lên và bùng cháy. Nhất là những người lính Việt xa nhà thiếu thốn tình cảm. Còn đàn bà Khmer họ cũng cần đàn ông lắm chứ để mà sinh nở để mà nuôi con trong khi đất nước họ đàn ông chết quá nhiều họ vẫn cần có con để duy trì nòi giống bộ đội việt nam ở đây chẳng được bao lâu họ sẽ đi phải tranh thủ và sự khác lạ đều hấp dẫn cả đàn ông lẫn đàn bà họ hút nhau bằng luật tự nhiên bằng bản năng con người chẳng quy định chẳng kỷ luật nào ngăn nổi những người lính dù quân lệnh như sơn, nhưng trước khi là lính họ cũng là những con người bình thường. Và họ chiến đấu để được trở về với cuộc sống đời thường ấy. Đất đài có biên giới, nhưng lòng người đâu có đường biên. Trong cuộc chiến nào cũng có những quyết định gây tranh cãi. Nhưng tại thời điểm ấy, quyết định ấy có sứ mệnh riêng của mình. Khi thời điểm ấy qua đi, những dòng chảy của cuộc chiến có thể ngoặt sang hướng khác. Những hệ quả của nó là điều khó tránh khỏi. Tại sao không thể dùng hình thức kỷ luật khác, như là tước quân tịch, như là giáng cấp chức, như là đưa ra toán binh, vân vân? Có thể áp lực cuộc tổng tấn công quá lớn chúng ta vừa muốn giành chiến thắng về quân sự, vừa muốn giành chiến thắng về chính trị xã hội. Người dân Khmer dưới ách Khmer đỏ quá khổ rồi. Chúng ta không được phép làm họ đau đớn nữa. Nhưng ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ sinh con, nuôi con đến năm 18 tuổi rồi để nó ra đi trong hoàn cảnh đau xót này? Tôi nhớ đến lá thư của cô bạn gái gửi cho Nguyễn Trần Hải trinh sát tiểu đoàn. Mỗi lần gửi thư cho Hải, cô ấy đều kèm theo một bài thơ do chính cô dịch từ tiếng Nga. Nhưng Hải lại ít đọc thơ, còn tôi lại hay mượn thư Hải để đọc, nên tôi nhớ một bài thơ của Rasul Gamzatop như sau. Trên đời này chỉ có ba bài hát, đủ nói hết buồn vui, của thế giới tâm hồn hay hơn cả là bài ca thứ nhất bà mẹ dịu dàng khúc hát du con bài thứ hai cũng là bài của mẹ khi con trai mẹ chết ở chiến trường ôm xác con khóc một mình lặng lẽ còn những bài khác trên đời là bài hát thứ ba lẽ ra tập huấn ở Nha Trang phải mất đúng một tháng. Nhưng mấy anh em sư 307 bàn nhau, bịa ra lý do để bùng về thăm nhà. Lính trong nước còn co phép tắc, bọn tôi lính chiến trường lấy đâu ra? Bọn tôi bịa ra được một lý do chính đáng là trở lại đơn vị sớm một tuần. Họ đồng ý ngay. Bốn anh bạn về miền Trung, mỗi mình tôi ra Hà Nội Đi bằng phương tiện gì cho nhanh đây? Từ Nha Trang ra Hà Nội mất hai ngày hai đêm. Lúc vào thì cũng mất ít ngần thời gian nữa. Thời gian ở nhà ít quá, làm cách nào? Bọn tôi lại ở ngay cạnh sân bay. Tốt nhất là đi máy bay. Nhưng tiền đâu? May quá, lúc về tôi nhận thêm nhiệm vụ vận chuyển tiền cho mấy anh quân nhu trung đoàn. Thế là họ cấp cho tôi đến 45kg gạo trong một tháng. Thực ra chỉ được khoảng 21kg. Tôi vội bán ngay cho mấy anh hậu cần ngay tại kho. Thế là có tiền vào mua vé. Nhưng mà đông quá. Ông giám đốc sân bay đang giải quyết cho mấy hành khách cuối cùng. May sao tôi vội chìa ngay tờ giấy công lệnh đóng dấu đỏ chót đặt trước mặt ông. Bộ đội hả? Vâng, lên luôn. Ông đưa cho tôi cái vé. Tôi cầm và lao thẳng đến chỗ máy bay đậu, loại AN-24 của Nga. Được bỏ qua khâu kiểm tra, nhưng ba lô phải bỏ vào khoang hành lý. Tôi tháo luôn dây lưng, vẫn cài hai quả lựu đạn, USA bỏ vào ba lô. Nhưng trong đó có sẵn khẩu can 54. Ném vội vào khoang hành lý. Tìm chỗ, quay máy bay ngồi gần mấy bà buôn chuyến. Lúc ấy, tôi không ý thức được sự nguy hiểm của việc mang vũ khí lên máy bay. Cứ ngỡ đây cũng như trực thăng HU-1A, như những lần áp tải thương binh tử sĩ. Cũng may mà về đến sân bay Gia Lâm không xảy ra cháy nổ gì. Đến Hà Nội thuê xích lô về nhà, gặp gia đình, gặp người yêu. Ông bác họ chợ rời phóng xe máy xuống ngay. Thế nào, có mang được ít vàng nào về không dạ không ạ à. cháu làm gì mà có vàng ạ à? tao nghe tụi lính từ campuchia về mang vàng nhiều lắm có cái thằng ở ô chợ dừa mang theo cả một ba lô vàng đó dạ chắc là ở mặt trận nào chứ chỗ cháu thì thằng nào cũng vàng hết cả răng á tôi nghe hàm răng vàng khe của mình cho ông bác xem ông biết tôi là thằng ba trời trên mây trên gió nên phóng xe về luôn đến nhà mấy thằng bạn đưa thư báo tin cho phụ huynh rằng con họ còn sống hẹn ngày trở lại ca để họ viết thư trước mà buồn và ngại nhất là đến nhà mấy thằng bạn đã hy sinh tại sao cháu còn sống mà thằng con nhà bác lại chết thế con bác nằm ở đâu break vi gì đó nó là tỉnh hay là huyện á làm sao mà sang được chỗ đó bao giờ mà mang xác nó về Việt Nam được ra chúng mày còn đóng quân ở hòa bình bác còn cố gắng đi thăm được giờ sang tận bên đó thì cái tỉnh gì mà nghe trúc chắc quá nhỉ ừ mãi không nhớ nổi trời ơi sao cháu giống thằng con bác thế nó đã chết mà cháu thì còn sống dạ chẳng biết thế nào đâu bác ạ nhỡ cháu sang cũng có thể chết mà thật thế đấy bác ạ thôi thì bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu câu chuyện cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim của những người cha người mẹ có con hy sinh ở chiến trường ca vèo một cái đã hết bảy ngày bố mẹ tôi bảo hay là con ở lại ít ngày nữa đi con cũng muốn lắm nhưng đơn vị tin mình cho mình về mình không nên phụ lòng tin ạ lại còn những người khác nữa chứ còn những lần khác nữa thấy tôi có lý bố mẹ không ngăn tôi đến ngõ Văn Trương và binh trạm 99 đăng ký vé tàu thống nhất. Một sĩ quan đứng tuổi cấp cho vé luôn. Tôi trả tiền. Miễn phí, có giấy công lệnh là không mất xu nào. Ưu tiên lính chiến trường đấy. Tôi cảm ơn dối dít. Thế là có thêm tiền mua chè và thuốc lào cho đồng đội chia tay gia đình bà bác chị họ của bố tôi khuyên khi nào gặp hòn tên mũi đạn cháu cứ khấn gọi tên bà cô tổ thế nào cũng tai qua nạn khỏi mẹ tôi không khóc như lần trước có lẽ thấy tôi đã chững chạc hơn chia tay người yêu cũng không biết mình có trở về được không nhưng trong lòng tôi không hề bị ám ảnh về cái chết lên tàu ngồi cạnh tôi cũng là một người lính anh có kinh nghiệm đi tàu khi tàu chuyển bánh anh lấy tờ báo cũ đốt dưới gầm ghế tôi tưởng là anh ấy đốt vía dài xui gì đó không ngờ chỉ giây lát sau hàng chục hàng trăm con dẹp từ trong các khe ghế chui ra bỏ lổm ngổm gặp lửa dẹp nổ tanh tách khét mù tôi thấy mà kinh người đến ga diêu trì lại xuống nhưng lần này chủ động không bị động như bốn năm trước tôi đứng lại một mình giữa sân ga vắng lặng chờ tàu đi qua những đường ray xuyên vào bóng tối sàn bê tông trắng lạnh vô cảm ngẩng đầu nhìn trời sao bầu trời hun hút có phải những ngôi sao này từng nhìn chúng tôi không dường như những ngôi sao vẫn không hề thay đổi nhưng nghìn năm về trước vẫn vậy mà chỉ có chúng tôi đổi thay. Người không trở về, người trở về chân khập khiễng. Có người về mặt hốc hác bùi khói bụi chiến trận. Sân ga này đã tiện chúng tôi lên biên giới. Dẫu sân ga không nhớ, nhưng tôi vẫn cảm động. Đứng lại đây dù chỉ trong phút giây cũng đủ để không gian sân ga thấm sâu vào tâm hồn. Để làm gì không biết nhưng cảm thấy mình có nhu cầu phải làm như thế. Tôi khoác ba lô đi tìm chỗ ngủ, cũng chẳng muốn đeo súng đạn làm gì. Giữa sự thanh bình này, đừng làm ai nghĩ đến chiến tranh. Có mấy tay lưu manh, mặt mũi giang hồ, có ý định tốt đẹp tìm chỗ ngủ cho tôi. Ờ thì cũng thử đi xem sao. Đến một nhà trọ, tôi thấy có tên định cướp ba lô tôi bèn lôi khẩu súng ra. Cả hai quả lựu đạn nữa. Dân giang hồ nhìn xanh mặt. Lần lượt nói bâng quơ. Đứa đi kiếm điếu thuốc. Đứa có hẹn đâu đó. Khi họ đi hết, ông chủ nhà mới xuất hiện. Lúc đầu ấy, nhìn chú đi cùng cụi đó, cái tụi này tôi cũng thấy lo. Nhưng sau thì thấy chú dở vũ khí ra, tôi mới yên tâm mà nhưng mà chú vẫn cứ phải cẩn thận đấy tụi nó còn quay lại mà tôi khuyên thiệt tình đó tôi cảm ơn lại khoác ba lô đi ra ngoài ga ngồi quán nào chờ sáng cũng được ngồi bên một quán giữa ga đêm sáng gọi mấy thứ để kiếm cớ ngồi lại chứ thiết gì ăn uống lòng đang trống rỗng bỗng gặp một anh lính dẫn theo một em. Anh này đứng tuổi, gương mặt sạm đen đầy nắng gió, răng vẩu vàng khè. Đúng là kiểu lính trận. Mắt chan chứa niềm vui. Em kia cũng không còn trẻ. Họ ngồi xuống bên tôi. Anh hỏi. Ông ở đâu? Tôi ở 29, còn anh? Tôi ở 576. Sáng nay có hai thằng 29 vừa chết. Vào đúng sáng nay. Thế anh mới ở bên về rồi. Mới về, vừa đến đây. Tôi cũng vừa đến, đang tìm đường về 29 đây. À, thế à, ông có chỗ ngủ chưa? Chưa. Vậy theo tôi... Tôi theo anh ta đến một khu nhà trọ, mái lá khá rộng. Trong nhà, nhiều cái giường đã mắc màn anh chỉ cho tôi cái giường nhỏ kê gần lối ra. Ông nằm đây này, yên tâm đi. Tiền thì tôi đã thanh toán xong. Vâng, cảm ơn anh chị nhé. Chưa nói xong, hai người đã biến sang cái giường khác ở góc bên phải. Đặt mình xuống tôi ngủ say như chết. Sáng hôm sau, mở mắt mới thấy mặt trời chiếu qua đầu hồi trống hoác. Một khoảng trời hình tam giác sáng trắng. Nhìn sang các giường bên, tôi thấy từng giường một các đôi vẫn ôm nhau ngủ cả hai anh chị kia cũng vậy lạ là tôi thấy các cô gái hình như đều quen nhau khi dậy họ ngồi trong màn trải tóc nhìn nhau cười tủm tỉm còn các anh đàn ông dường như lại cố tình tránh mặt nhau có đôi còn đưa nhau tiền ngay trong màn tôi cúi mặt cố không nhìn hình như các cô gái ở đây đều là gái còn các đàn ông đều là khách vãng lai cả. Chà đêm qua mình đã ngủ ngon giữa chốn lầu xanh nhà nhưng mà có sao đâu đúng bình thường thôi. Tôi rủ đôi nhường giường cùng đi ăn sáng. Nhìn tôi chị có vẻ ngượng ngùng nhưng tôi làm ra vẻ không quan tâm lại còn bốc phét mấy chuyện ra vẻ từng trải khiến chị ấy cảm thấy mọi chuyện, mọi người đều hết sức bình thường. Chia tay đôi tỉnh nhân, tôi bắt xe lên Pleiku. Cool. Anh ấy còn mách là lên đó thì tìm đến trạm 7, đó là trạm giao liên của lính. Tôi cũng không kịp hỏi anh ấy tên là gì, về nước làm gì, mà anh ấy cũng chả thèm hỏi tên tôi. Hai người chỉ biết nhau cùng là lính 307, cùng là lính chiến trường ca, giúp nhau vậy thôi, lính mà. Đến thị xã, tôi bắt xe ôm tìm đến trạm 7. Trưởng trạm, một anh sĩ quan dáng thấp lùn, chẳng thèm xem giấy tờ. Anh chỉ tôi chỗ ngủ. Đấy, ông nằm đâu thì nằm. Cả một dãy giường bằng ván gỗ rộng mênh mông. Từ đầu này đến đầu kia, ngỡ dài cả trăm mét. Có mỗi mình tôi, nhưng mà thôi kệ, ngủ một mình càng tốt. Tháng tư, mùa mưa Tây Nguyên, mưa gõ rầm rầm trên mái tôn như lũ trẻ chạy trên đầu, rồi giạt rào chan chứa, một màn giao hưởng của đất trời. Nhìn ra ngoài trời, mưa mịt mù dưới thung lũng đất đỏ. Đất đai hoang sơ, mưa rừng hoang dại. Ngồi trên đồi, nhìn mưa như màn nước bạt ngàn đong đưa, thật là say mê và ngán ngẩm biết khi nào mới sang được campuchia hôm sau tôi có khách đó là hai cô gái một cô người huế đã đứng tuổi dáng gầy chắc đã có chồng con còn cô kia rất trẻ cực kỳ xinh đẹp nước da nõn nà gương mặt đầy đặn phúc hậu cô nói giọng nam bộ họ là giáo viên đến đây học lớp bồi dưỡng hè họ sang binh chạm học nhờ vì ở đây vắng buổi trưa các cô đi rửa mặt nhưng không có khăn mặt lòng tôi xe lại khi thấy cô giáo người Huế cúi xuống dùng vạt quần để lau mặt chiều các cô lên lớp tôi liền vào thị xã mua tặng các cô chiếc khăn mặt họ ngượng ngùng lắm nói mãi họ mới chịu nhận hỏi binh chạm khi nào có xe sang Campuchia họ bảo khi nào có họ sẽ báo. Thế này thì biết đến bao giờ. Nằm chán tôi dở mấy quyển sách mang theo đọc. Không ngờ các cô ấy rất thích. Rồi họ rủ tôi ở lại không sang Campuchia nữa. Họ kể. Đã thấy rất nhiều xe chở thương binh tử sĩ từ bên đó về Nghĩa Trang Đức Lập. Họ sợ tôi sẽ chết. Họ đâu có biết tôi nóng lòng về đơn vị thế nào một hôm, tầm 8 giờ sáng, tôi lang thang vào thị xã ngắm cảnh. Thị xã Pleiku quá đẹp. Đi để tìm dấu vết nơi mà Vũ Hữu Định đã viết. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều, quanh năm mùa đông. Bỗng thấy bên đường một đoàn xe khoảng 5 chiếc biển số Campuchia. Mặt tôi sáng lên, vội chạy đến hỏi bằng tiếng Khmer xe sang Campuchia không? Có. Anh tài xế đáp. Thế khi nào đi? Đi ngay 10 giờ. Cho tôi cùng đi nhé. Được thôi. Đợi tôi 5 phút. Về lấy ba lô. Tài xế gật đầu. Tôi vội bắt xe ôm về rồi ra ngay. Không kịp chào các cô giáo. Xe của họ sang Việt Nam lấy gạo. Chạy đến Stung Trang thì dừng lại. Thế cũng là quá tốt rồi. Xuống xe, tôi tìm đến ban cán bộ quân khu 5. Theo ngành dọc, họ sẽ cho tôi ở nhờ. Đúng như vậy, các anh cho tôi một phòng riêng trong biệt thự sơn xanh nằm giữa một khu vườn đẹp. Ở đấy có chiếc xe đạp. Tôi mượn xe đạp tung tăng trong thị xã, thăm nơi giam giữ những nữ tù nhân trong quân đội Pol Pot mà năm 79 tôi có dịp giải về đây một số lính cải tạo tốt đã được giao tù, thậm chí còn tham gia công tác của chế độ mới. Hỏi thăm Thira, cô gái biết tiếng Việt, anh quản giáo cho biết, cô ấy đã trở thành cán bộ xã, vừa rồi còn được đi tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi dọc bờ sông Mê Công, nơi mấy năm trước bọn tôi đánh địch suốt ngày. Tháng năm, dân Khmer phơi cá từ khắp nơi, trên nóc nhà ngay chung nước la liệt dưới lối đi. Mùi cá sọc lên, tùy khó chịu nhưng dâng đầy hương vị ấm no. Tôi hay ngồi xem các cô bé đãi vàng ở bên sông. Họ chỉ cần cuốc đất trên bờ cho vào rổ mang xuống sông đãi. Ít phút sau, đã thấy trong rổ lấp lánh những vảy vàng. Cho vào lọ penicillin đeo ở bên hông, chiều xuống, những ông chủ người Hoa béo phệ phóng xe máy ra mua, trả tiền ngay. Chờ mấy ngày không có xe về sư đoàn, thắc anh hỏi. Thế anh có dám đi bộ không? Xá gì? Thế là tôi đi ngay. Thấy thế có anh thương hại, hỏi tôi có muốn ở lại đây không? Họ sẽ làm quyết định gửi với đơn vị. Nhưng tôi trả lời. Để em về đơn vị xem sao đã. Tôi quyết định ra đi, ở lại sẽ phiền. Thế là tôi vác ba lô đi, cứ qua mỗi đơn vị chìa giấy công lệnh, đơn vị đó lại cho năm bảy người dẫn tôi đến đơn vị khác rồi quay lại. Con đường mùa mưa vừa nhiều địch vừa nhiều mìn. Tôi xin cây AK, có gì chiến đấu cùng anh em luôn. Có hôm tôi đi qua một đoạn đường nơi bọn địch hay phục kích nhất, gặp hố mìn tăng Bên dưới, địch còn hài 10 kg thuốc nổ tạo thành cái hố sâu. Tại cái hố này, một xe ô tô đã vấp mìn. Hai người bạn thân của tôi đã hy sinh. Sáng nay, có hai thằng 29 vừa chết. Cái tin mà tôi nghe được ở diêu chỉ đêm ấy chính là Điệp và Hạm quanh hố vẫn còn vương vãi những giấy tờ thanh toán tài chính gửi về trường bách khoa và trường y của hai người. Tôi không dám nhặt, sợ suối. Sự im lặng như đọng lại, răng đầy xung quanh, cảnh tượng về cái chết vẫn luẩn khuất trong đất. Tôi không biết họ chôn hai người ở đâu. Hỏi những người cùng đi họ nói đã chuyển về bệnh xá của tỉnh đội Thuận Hải một tình kết nghĩa với Bradford here. Ừ, Sống có số, chết có phận. Hai người bạn tôi có thể nói từ khi vào lính đến khi ra quân không phải cầm súng, không phải bắn một viên đạn nhưng vẫn chết. Mà chết trên đường về nhà, về lại trường đại học. Dòng dã nhiều ngày tôi mới gặp một đoàn cán bộ trung đoàn pháo binh 576 đi tập huấn về. Tôi xin họ cho ghép vào đoàn, họ đồng ý. Trong đoàn có đến 5, 6 sĩ quan, lính tráng khoảng 4, 5 người. Được ăn ngon lành, nhưng đêm đến sĩ quan được ngủ ngon, chỉ có lính tráng phải gác. Họ hỏi tôi là cấp bậc gì, tôi nói mình là trung úy. Kỳ thực lúc đó tôi vẫn binh nhất hay binh nhì gì đó. Vì từ lúc đi lính, có ai phong quân hàm cho mình đâu khai là trung úy để đêm khỏi phải gác thế thôi ấy thế mà họ cũng tin Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tập hồi ức chiến binh mùa trinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Thưa các bạn, được về phép 7 ngày, người lính Đoàn Tuấn được trở về với đời thường, gặp gia đình, gặp người yêu, báo tin cho người nhà đồng đội. Và cho tới tận bây giờ, những câu hỏi của người mẹ, người cha có con hy sinh ở chiến trường ca vẫn còn ám ảnh. Mong các bạn đón nghe trong những chương trình sau